Có điều Lý đại nhân cất nhà giùm ta thiệt là quá đẹp. Lần này Tiền Phong tới Vân Nam đem theo ngân lượng của hàng, cho nên đã ghi lại giấy nợ này. Tiền đại nhân cần gì phải làm vậy? Lý đại nhân, ta nói thật đó, bất luận là 3 năm hay 5 năm, ta sẽ trả hết số tiền này, tuyệt đối không thất hứa. Tiền đại nhân, ngài làm kiểu này là muốn cho ta khó xử. Số tiền ta dùng để hiếu thảo với lão nhân già là dùng bổng lộc của riêng mình, là tiền rất sạch sẽ. Lý đại nhân, xin đừng hiểu lầm. Ý của ta muốn nói, Tiền Phong có thể thiếu nợ ân tình, nhưng mà tuyệt đối không là về tiền bạc. Cho nên Lý đại nhân nhất định phải nhận tấm giấy này. Tiền đại nhân, sao ngài nhất định phải làm vậy? Quân tử chi giao tàn như thủy, ta không hy vọng những người khác sẽ hiểu lầm, tưởng rằng chúng ta có tư giao ta mới đề cử ngài. Tiền đại nhân, không phải ta vì bả là mẫu thân của Tiền Phong nên mới giúp đỡ, mà vì bả là bá tánh của Vân Nam. Lý đại nhân vừa mới nói lão bá tánh của Vân Nam này, tức là mẹ của Tả Đao ngự sử của triều đình, tức là Tiền Phong. Cho nên Lý đại nhân, tờ giấy nợ này xin ngài hãy nhận cho. Tiền đại nhân, cáo từ. Ê, lão già, Lý đại nhân làm gì vậy? Ta đại ông một lần, ông đại ta một lần, cái này kêu là lai nhân bất giảng, phi lễ tạ. Được rồi, Trừ Xuân, vào phòng sách chuẩn bị bút mực. Để làm gì? Để viết giấy nợ. Ừ. Lý đại nhân, triều đình nói số lượng đồng quan ở Vân Nam cho các tỉnh là quy luật đã định từ đầu năm Khang Hy, đây là tổ chế không thể thay đổi. Lý đại nhân, bắt đầu từ năm kia, quan đồng cũng bắt đầu giảm đi thuế ngạch. Quan đồng ở tại tất cả các tỉnh cũng may thuế ngạch không cao, chúng tôi có thể chịu đựng nổi. Nhưng mà bắt đầu từ năm nay, quan đồng cục cùng một lúc giảm đi cao đến 100 vạn cân. Lý đại nhân, chúng tôi trở về thật không biết cách để giải thích. Đúng phải Lý đại nhân, hạ quan vừa nhận được công hàm quan tuần phủ của tỉnh nói rằng nếu mà không thể đem nguyên con số của đồng trở về tỉnh thì sẽ thượng tố lên triều, tố cáo hạ quan. Vậy mũ đỉnh đai của hạ quan không thể bảo vệ được. Các vị đại nhân nói hết chưa? Xin hỏi Lý đại nhân, 2 năm nay đồng sản của Vân Nam được gia tăng, nhưng tại sao còn giảm bớt đi phân ngạch của các tỉnh? Vân Nam cũng có điều khó xử của Vân Nam. Nếu đã là vậy, hạ quan chỉ còn cách đồng liên danh tấu thượng lên triều đình, nói rõ thực tình, không phải vì hạ quan làm đồng bất lực. Nhưng thực ra di động ở Vân Nam không biết đã đi đâu, chúng hạ quan thật không còn gạo để mà nấu. Đứng lại, ngươi lại dám chạy vào đây, có biết ở đây là đâu không hả? Biết chứ, chỗ này là Than Thủy huyện, có thấy chưa? Quan Phong khâm sai Tả Đao ngự sử Tiền Phong, Tiền đại nhân tới để tuần thị, mau lên kêu Lưu Quân Lương tiếp đãi mau, đi lẹ. Trần Xuân, không được vô lễ, làm phiền thông báo giùm ta. Nói chẳng. Ôi da, là Tiền đại nhân, thất lễ thất lễ. Lưu đại nhân đã có dặn là 2 hôm nay khâm sai sẽ đến bổn huyện để kêu tiểu nhân ở đây chờ đại nhân. Vô lễ, người đuôi rồi hay sao? Không nhận ra, Tiền đại nhân cũng nhận ra được chiếc xe chứ? Được rồi, nếu nói như vậy, Lưu đại nhân các người không có ở đây. À dạ không có, tới đài Lý đại nhân đã kêu Lưu đại nhân đi cùng mình rồi. À, Lưu đại nhân đã có dặn khi Tiền đại nhân đến thì phải đón Tiền đại nhân tới nhà của Lưu đại nhân và xin mời. Được, mời mời. Đại nhân, ngài gấp rút chịu tiên chức qua đây. Tiên chức ngài được thì không dám chậm trễ, ta tức khắc cưỡi ngựa đến đây. Xin hỏi đại nhân có điều gì dạy bảo? Nội trong 3 tháng Than Thủy huyện phải giao ra 100 vạn cân đồng. Đại nhân, như vậy không có thể nào. Không thể thì cũng phải nghĩ cách.
Nhưng mà cái mỏ than thủy bây giờ cũng ngừng trệ vì đã bị hết đồng. Tại sao? Đại nhân, ngài cũng thấy năm nay trời đã mưa quá nhiều, nơi nào cũng lở núi sụp đồi, dưới hang mỏ đều bị ngập nước. Ty chức chỉ sợ xảy ra chuyện nên đã kêu các thợ mỏ ngừng việc. Lưu Quân Lương, ngươi thật sự là to gan. Ai cho ngươi tự ý đình công chứ? Lập tức trở về tìm lại tất cả thầu mỏ, kêu họ lập tức làm việc, lập tức vượt mỏ, không thể ngưng. Đại nhân à, đừng nói thêm. Nếu ngươi còn muốn bảo vệ đỉnh đài trên đầu ngươi, hoặc là muốn thay đổi đỉnh đài trên đầu ngươi, thì cần giao cho ta 100 vạn cân đồng trong vòng 3 tháng, không thể thiếu một lượng. Đi mau. Dạ, đại nhân. Điểu ca mời vào trong. Được. Đã mấy năm huynh không có về Vân Nam. Đúng. Lão già. Được rồi. Thế nào, không tệ chứ? Cũng khá lắm. Qua đây. Mấy người đặt để cách nào? Ta đã nói sao với các ngươi? Bình thường ta dạy các ngươi cách nào chứ? Chuyện nhỏ vậy mà cũng làm không xong thì là mất mặt. Còn đứa đó làm gì? Ra ngoài lấy đồ. Mấy người cũng ra ngoài đi. Biểu ca, mình đứng đó làm gì? Vào đây. Mùi mùi, hoàn cảnh bây giờ của các người so với lúc trước thì khác hẳn. Dạ phải. Có thể nói một cái dưới đất một cái trên trời. Nếu không sao lại nói là làm quan tốt chứ? Cơ bộ chức quan của Tiền Phong thì là không đáng. Cứ có Quân Lương làm quen còn xuất sắc hơn ta nhiều. Quân thì là quá khiêm nhượng. Nè, làm sao Quân Lương có thể so sánh với biểu ca? À, Quân là đại quan dưới chân của thiên tử, còn Quân Lương có đáng gì? Quân Lương nói với muội, từ nay còn phải nhờ biểu ca nâng đỡ và giúp cho nhiều hơn nữa. Quân Lương không phải đã có Lý đại nhân giúp đỡ hay sao? Thì bởi vậy, nếu không có Lý đại nhân, làm sao có huyện quan Lưu Quân Lương bây giờ? Lý đại nhân này quả thiệt là tốt. Vào năm đó, vợ chồng của muội đã nghĩ là cách nào cũng cần phải tạ ơn ổng, cho nên đem tặng một chiếc nhẫn phỉ thúy cho ông ta. Chiếc nhẫn này đáng giá 3.000 lượng bạc, nhưng mà Lý đại nhân đã không nhận bất cứ món nào, nên muội nghĩ chắc là ổng chê ít, nên muội đã nói với Quân Lương. Quân Lương cắn răng tặng cho ông ta tấm ngân phiếu 5 vạn lượng. Cho nên lần này ông ta đã nhận rồi. Lý đại nhân đã nhận lời. Thì bởi vậy ông ta chỉ có lòng là muốn dằn mặt Quân Lương thôi. Sau đó ở trước mặt đám đông thì Lý đại nhân đã rút tờ ngân phiếu và chửi Quân Lương một trận. Lý đại nhân không phải là một tham quan, ổng là quan tốt. Ai cũng nói rằng cực khổ để làm quan là vì tiền tài. Huynh nghĩ coi, Lý đại nhân đã vì cái gì? Vì ngân phiếu 5 vạn lượng này làm sao có được?